Bảo Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel Loan Lộc để theo dõi những tin tức về giải trí. Ngày hôm nay là buổi chiều của ngày thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024. Loan Lộc xin kính chúc quý vị luôn thật nhiều sức khỏe và mọi sự an lành. Và sau bản tin chính, kính mời quý vị cùng chia sẻ với lá thư tìm người thân. Khai Linh Trương, nữ cầu thủ bóng rổ gốc Việt đầu tiên được tuyển vào WNBA một người phụ nữ ở Missouri bị bắt vì để con trai 8 tuổi lái xe chở về nhà khi say rượu. Bác sĩ thẩm mỹ ở Houston bị buộc trọng tội vì đã để phụ tá không giấy phép mổ nâng ngực. San Diego, miền Nam California, khoảng một chục di dân lậu đi cano từ biển tấp vào lên bờ, chạy biến mất vào Carlsbad. Tăng chi phí sinh hoạt cola thêm 8,7% cho tiền an sinh xã hội năm 2023, năm nay sẽ ít hơn các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Pennsylvania ủng hộ bỏ phiếu qua đường bưu điện và thùng bỏ phiếu. Tổng thống Biden từ chối lời mời ra làm chứng trong cuộc điều tra luận tội của đảng Cộng hòa. Tổng thống Biden kêu gọi tăng gấp 3 lần mức thuế 7,5% hiện tại đối với thép và nhôm nhập cản từ Trung Quốc. Ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, một biên tập viên của cơ quan thông tấn bất vụ lợi bị kỷ luật. Phiên tòa ở New York đã chọn được bảy bồi thẩm đoàn. Cựu Thủ tướng Anh mong muốn cựu Tổng thống Donald Trump làm Tổng thống Mỹ. Tình hình Trung Đông nóng như lửa đốt, Israel và Iran đồng loạt ra tuyên bố căng thẳng. Hy Lạp, lệ thắp sáng ngọn đuốc Việt sẽ chạy 5.000 cây số đến Thế vận hội Paris. Chia sẻ quyền nuôi con hậu ly hôn, bước ngoặt trong pháp luật của Nhật Bản. Miếng điện cho bà Suki về quản thúc tại gia. Tên Việt Nam Thêm Long An và Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán và ngập mặn. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên của chiều ngày hôm nay, Kaylin Trương, nữ cầu thủ bóng rổ gốc Việt đầu tiên, được tuyển vào WNBA. Cựu ngôi sao bóng rổ trường trung học Jersey Village, Kaylin Trương, thực hiện bước tiếp theo trong sự nghiệp vào tối ngày thứ Hai 15 tháng 4, khi cô được đội Washington Mystic chọn vào vòng tuyển mộ thứ hai của giải bóng rổ nhà nghề nữ WNBA, theo Houston Chronicle. Như vậy thì WNBA sẽ có nữ cầu thủ gốc Việt đầu tiên, Kaylin Trương. Cô từng có 5 trận thắng, 8 trận thua khi chơi ở vị trí hậu vệ trong thời gian thi đấu cho Đại học Gonzaga University, được chọn ở lượt tuyển mộ tổng thể thứ 21. Mystic chọn Alia Edwards, Đại học University of Connecticut, ở vị trí thứ 6, chung cuộc, trong vòng đầu tiên, và thêm Nasha Glasson đến từ Mỹ ở vòng thứ 3. Caleb Trương được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của khu vực West Coast Conference và đoạt được giải thưởng danh dự toàn Hoa Kỳ All-American do hãng thông tấn AP trao tặng cho năm 2022-2023. Caleb Trương là cầu thủ được chọn cho đội 1 trong tất cả các vòng chọn cầu thủ trên tất cả các miền trong mùa giải vừa qua. Ghi trung bình 11,4 điểm, 5,8 lần tạo ra bàn thắng và 2,3 lần bắt banh bật bảng rebound trong mỗi trận với tỷ lệ ném bóng 42% trên sân và 42% từ phạm vi 3 điểm. lần Trương ném được 282 lần 3 điểm trong sự nghiệp và khởi đầu với 78 trận cho Zags. Caelan Trương là cầu thủ nổi bật của Chelsea Village dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Tamara Collier giúp đội đạt kỷ lục thắng 33, thua 3 trong mùa giải câu học lớp 12 năm 2019. Helen Trương được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất địa hạt 17 6A vì những cố gắng của mình sau khi ghi trung bình 19,5 điểm, 4,5 rebound và 4,5 pha kiến tạo mỗi trận. Một người phụ nữ ở Missouri bị bắt vì để con trai 8 tuổi lái xe trở về nhà khi say rượu. USC đưa tin vào ngày 17 tháng 4, người phụ nữ 28 tuổi tại tiểu bang Missouri đang phải đối diện với án hình sự sau khi đã say xỉn và để cho đứa con trai 8 tuổi lái xe chở mình cùng với đứa em 3 tuổi của cậu bé về nhà. Cô là Tonta Meyes bị tạm giữ tại Trung tâm Tư pháp thành phố St. Louis của Missouri vào ngày 15 tháng 4 với hai tội nghiêm trọng cấp độ 1 về hành vi gây nguy hiểm cho trẻ em. Theo hồ sơ tòa án tiểu bang Missouri, cô được bảo lãnh tại ngoại sau đó một ngày. Sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 15 tháng 4, khi cảnh sát của San Luis nhận được cuộc gọi của một nhân viên bảo vệ về việc phát hiện một cậu bé 8 tuổi lái xe chạy ngược chiều. Cảnh sát cho biết, cậu bé phải lái xe vì mẹ say xỉn và ngủ trên ghế phía sau. Khi tới nơi, cảnh sát còn phát hiện đứa bé 3 tuổi ở phía sau và không ngồi trên ghế. Theo tin tức ban đầu thì người mẹ say xỉn vì quá mệt nên để cho con trai trở về nhà. Người phụ nữ được đưa đến một bệnh viện địa phương và được xác định đủ tình trạng sức khỏe để bị tạm giam. Luật sư Stephen Kraske của cô Mayer Gale cho biết thân chủ của mình không chỉ phải chăm sóc hai đứa con mà còn làm nghề giúp đỡ chăm sóc sức khỏe tại nhà và chăm sóc thêm một người cao tuổi trong gia đình. Trong khi các nhà chức trách cáo buộc lạm dụng chất gây nghiện là yếu tố buộc tội người phụ nữ, luật sư Kraske cho biết ông tin rằng sức khỏe tâm thần và căng thẳng của thân chủ mới là những vấn đề chính cần suy nghĩ theo lời luật sư phát biểu tại phiên tòa xem xét việc cô myers gale được tại ngoại hậu tra ông nói rằng thân chủ của ông không gây nguy hiểm cho cộng đồng và việc cô bị bắt không cho tại ngoại hậu tra là rất bất bình thường bác sĩ thẩm mỹ ở houston bị buộc trọng tội vì đã để phụ tá không giấy phép mổ nâng ngực một bác sĩ ở Houston đang bị cáo buộc cho phép một phụ tá không có giấy phép của mình hành nghề giải phẫu thẩm mỹ cho phụ nữ. Theo hồ sơ tòa án mà Houston Chronicle thấy được, Rodolfo Gama mươi 82 tuổi, đã bị buộc trọng tội vì để nhân viên Alexander Portilla tùy tiện hành nghề y mà không có giấy phép hành nghề hoặc được phép giải phẫu, gây tổn thương cho một số phụ nữ trong lúc giải phẫu tại thẩm mỹ viện Houston Athletic Center, Padilla, 53 tuổi, bị truy tố tội hành nghề y mà không có giấy phép hoặc được phép giải phẫu, gây tổn hại và tấn công nghiêm trọng bằng vũ khí làm chết người. Các công tố viên cho biết, Girardi biết và cho phép Padilla khám bệnh, tự đưa ra quyết định để chăm sóc bệnh nhân và thực hiện nhiều thủ thuật y tế mà không có bằng hành nghề của Texas, theo hồ sơ tòa án. Luật sư của Padilla, Laetitia DeGuerin, đã nói với tờ Houston Chronicle rằng Padilla là phụ tá giải phẫu có giấy phép, nhưng ông không có bằng hành nghề y của Texas. DeGuerin cho biết, Padilla từng là bác sĩ y khoa tại Venezuela cho đến lúc ông và gia đình chuyển tới Hoa Kỳ. Tôi nghĩ trong bất cứ ca giải phẫu nào, lúc nào cũng có khả năng bệnh nhân chẳng may không hài lòng với kết quả, và điều đó đặc biệt đúng đối với phẫu thuật thẩm mỹ. DeGuerin nói, Điều đó không có nghĩa là do sơ suất lơ đễnh hay giải phẫu trái phép. Trong số hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bệnh nhân mà bác sĩ Padilla từng phẫu thuật, chỉ có vài người phàn nàn. Luật sư của bác sĩ Choudry không trả lời lập tức, yêu cầu bình luận. Hồ sơ tòa án cho thấy ba phụ nữ đệ đơn kiện khiếu nại Padilla, một phụ nữ cho biết Padilla đã thực hiện phẫu thuật cấy ghép nhưng không gây mê cho bà đúng cách, làm bà cảm thấy đau trong suốt ca phẫu thuật. Bà đã chỉ ra những biến chứng sau khi giải phẫu như là thay đổi quần ngực và quay lại gặp palila Ông đã đổ thừa là vì bà không chịu ăn cá hồi. Người phụ nữ này cố gắng đi chỗ khác để điều trị lại, nhưng các bác sĩ giải phẫu đã từ chối vì ngực của bà đang nguy kịch theo đơn khiếu nại. Một người phụ nữ khác cáo buộc Padilla làm nhiễm trùng sau khi tháo và đặt lại túi độn ngực. Người phụ nữ này cho biết Padilla giới thiệu Girardi như một người giúp đỡ cho cài giải phẫu. Lúc đầu, người phụ nữ cho biết là Padilla đã đặt túi độn không đúng cách nên bà phải mổ ngực để tháo ra rồi gắn lại túi độn ngực. Bà cho biết bị nhiễm trùng và những biến chứng làm cho bà đau đớn phải đi may lại ngực. Bà quay lại tìm Padilla và trong lúc ông khâu vết thương cho bà, túi độn ngực đã bị bung ra. Đơn khiếu nại cho biết, bà chưa biết là bà đi tháo túi độn ở một bệnh viện khác và làm cho ngực bà bị biến dạng. Người phụ nữ thứ ba từ xa đến Houston để giải phẫu căng da bụng hút mỡ và thu nhỏ ngực bằng phương pháp nâng ngực của Padilla, theo hồ sơ tòa án. Bà cho rằng sau giải phẫu, bà có những biến chứng nghiêm trọng, phải giải phẫu khẩn cấp nhiều lần và cơ thể biến dạng. Những người phụ nữ cáo buộc họ không biết rằng Padilla hành nghề không có giấy phép, theo hồ sơ tòa án. Padilla ban đầu bị bắt vào tháng 10 2023, nhưng vụ án bị bác bỏ. Sau đó các công tố viên đã bổ túc thêm cáo buộc vào năm 2024. Padilla và Geraldi đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh. Padilla sẽ hầu tòa vào ngày 6 tháng 6 Tickering lập luận rằng ca phẫu thuật không thành công không phải là tội ác ở Texas và tin rằng các khiếu nại nên được đệ trình lên tòa án dân sự chứ không phải hình sự. Phiên tòa buộc tội Giraudi được ấn định vào ngày thứ Tư 15 tháng 5. San Diego, miền Nam California, khoảng một chục di dân lậu Decano từ biển tấp vào lên bờ, chạy biến mất vào Carlsbad. Video quay được từ một điện thoại cho thấy một chiếc thuyền máy lao nhanh vào bờ tại bãi biển của thành phố phía bắc Carlsbad vào khoảng 11 giờ sáng ngày thứ Bảy. Có ít nhất từ 15 tới 20 người đã nhảy ra khỏi chiếc thuyền khả nghi này. Đoạn video cho thấy hầu hết họ trốn thoát vào một chiếc SUV đang chờ sẵn trên phố Garfield và đại lộ Grant ở Carlsbad và phóng đi các đặc vụ tuần tra biên giới Hoa Kỳ và các đặc vụ ngăn chặn hàng hải và hàng không CBP đã phản ứng vì tìm thấy một con tàu bị bỏ rơi khi tàu này tắp vào bờ. CBP Air và Marine Operation đã bắt giữ con tàu. CBP cho biết, cho tới nay vẫn chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện liên quan tới vụ việc này. Thị trưởng Carlsberg, Ken Blackburn cho biết, mối quan tâm thực sự của tôi là nạn buôn người. Họ đang mang theo thứ gì vậy? có ma túy và vũ khí hay không và ai nằm trong danh sách theo dõi khủng bố đến bằng thuyền. Bất chấp những lo ngại đó, theo báo cáo giữa năm ngoái của Sandak, tội phạm chống nhân loại bao gồm cả buôn người đã giảm vào năm 2023. Có một đánh giá của abc News về dữ liệu tội phạm vào năm 2024 cho thấy mức độ tội phạm có giảm ở các thành phố tiếp nhận người di cư nhiều nhất tăng chi phí sinh hoạt COLA thêm 8,7% cho tiền an sinh xã hội năm 2023, năm nay sẽ ít hơn. Lạm phát gia tăng vào cuối đại dịch đã dẫn đến mức điều chỉnh chi phí sinh hoạt COLA lịch sử là 8,7% đối với phúc lợi an sinh xã hội vào năm 2023. Những người lao động đã về hưu chưa được tăng một lượng lớn như vậy trong 4 thập niên. Tuy nhiên, khảo sát về niềm tin về hưu RCS năm 2023 do Viện Nghiên cứu Phi lợi nhuận EBRI thực hiện cho thấy nhiều người về hưu tiếp tục phải vật lộn với khó khăn tài chính vào năm ngoái. Greg Copeland, giám đốc Wealth Benefit của EBRI nói, niềm tin của cả người lao động và người về hưu vào việc tài trợ cho sự về hưu của họ đã giảm đáng kể vào năm 2023. Lần cuối cùng xảy ra sự suy giảm niềm tin ở mức độ này là năm 2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn thế giới. RCS cũng nhận thấy rằng 58% người về hưu sẽ bị cắt giảm đáng kể chi tiêu để theo kịp tốc độ tăng giá. Thêm vào đó, những lo ngại có lợi ích an sinh xã hội có mức khô la nhỏ hơn 3,2% trong năm nay khiến cho nhiều người nhận được thất vọng. Thật vậy, 71% người về hưu được khảo sát bởi The Senior Citizen League, là TSCL, một nhóm vận động người lớn tuổi phi lợi nhuận cho biết chi phí của mỗi gia đình đã tăng hơn 3,2% và 53% đã tiêu hết tiền tiết kiệm khẩn cấp của họ. Vì mục đích đó, nhiều người về hưu có lẽ đang hy vọng và thậm chí có lẽ mong đợi mức tăng phúc lợi lớn hơn vào năm tới. Thật không may, dự báo mới nhất từ TSL cho thấy cola của an sinh xã hội một lần nữa bị thu hẹp vào năm 2025. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Pennsylvania ủng hộ bỏ phiếu qua đường bưu điện và thùng bỏ phiếu. Những cuộc bầu cử thường diễn ra trong vòng chỉ một ngày và những người bỏ phiếu khiếm diện chiếm một phần nhỏ. Họ chủ yếu là cử tri trong quân đội đang đóng quân ở ngoại quốc và những người đang đi du lịch, bị bệnh hoặc có lý do khác để không đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử. Năm 2020, COVID đã đưa đến việc giãn cách xã hội, cùng với đó là việc đảng Dân Chủ trên toàn quốc gia thúc đẩy cử tri hãy sử dụng tùy chọn bỏ phiếu qua đường bưu điện. Vào thời điểm đó, Tổng thống đương thời là ông Donald Trump đã cố thuyết phục những người ủng hộ hãy đi bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử và nói rằng việc bỏ phiếu qua đường bưu điện và bỏ phiếu vào thùng phiếu thì kém an toàn hơn giờ đây đảng cộng hòa pennsylvania đang kêu gọi cử tri hãy thực hiện bỏ phiếu qua đường bưu điện áp dụng quảng bá và tin tưởng hình thức bỏ phiếu này bỏ phiếu qua đường bưu điện nghĩa là thu hút nhiều cử tri hơn đó là lý do tại sao ông tapas có một câu thần chú mới rằng nếu quý vị muốn giành chiến thắng thì hãy bỏ phiếu qua đường bưu điện Ông ủng hộ việc bỏ phiếu qua đường bưu điện năm 2023 và trong tương lai, cho dù tổng thống hay bất cứ ai khác có ủng hộ hình thức này hay không thì tôi đều ở ngoài đó để thúc đẩy hình thức này và chúng tôi đã đạt được một số lợi ích rất lớn, ông nói và nói thêm rằng hồi năm 2023, Đảng Cộng hòa chiếm 41% số đơn ghi danh bỏ phiếu qua đường bưu điện mới ở tiểu bang trong số đó 27% là các cử tri hoàn toàn mới của Đảng Cộng hòa. Ông cho biết điều đó có nghĩa là chiến lược bỏ phiếu qua đường bưu điện đang thu hút các cử tri hiếm khi bỏ phiếu và tăng thêm số lượng cho Đảng Cộng hòa. Trong khi Đảng Nhân chủ từ lâu đã có nhiều cử tri ghi danh hơn ở Pennsylvania, thì Đảng Cộng hòa đã và đang dần thu hẹp khoảng cách. 10 năm trước, số lượng cử tri Đảng Dân chủ ở Pennsylvania nhiều hơn Đảng Cộng hòa là 1,4 triệu người. Tổng thống Biden từ chối lời mời ra làm chứng trong cuộc điều tra luận tội của Đảng Cộng hòa. Ông Richard Stolber, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Biden, đã nói với chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện James Comer thuộc Đảng Cộng hòa rằng tổng thống sẽ không làm chứng trong trò chơi đố chữ đảng phái này. Ông Stolber nói trong một bức thư gửi cho ông Comer, ủy ban có mục đích điều tra luận tội của ông, chỉ thành công trong việc đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy trên thực tế tổng thống không làm gì sai ông samber nói việc ông khăng khăng gieo rắc những cáo buộc sai trái và không được chứng minh này mặc dù có nhiều bằng chứng chứng minh điều ngược lại khiến cho có một điều trở nên rất rõ ràng về cuộc điều tra của ông sự thật không quan trọng đối với ông trong tiến trình điều tra các nhà lập pháp đảng cộng hòa đã phát hiện hàng triệu đô la đã chảy từ các công ty và cả cá nhân kể cả người ngoại quốc vào tay những người trong gia đình của tổng thống biden khi tổng thống biden còn là phó tổng thống Tổng thống Biden và Tòa Bạch Ốc khẳng định ông không liên quan đến việc kinh doanh do con trai và em trai của ông đảm nhận. Không rõ liệu các nhà lập pháp có xem xét lại việc ban trác triệu tập đối với tổng thống hay không, và Tòa Bạch Ốc cũng không trả lời khi được hỏi liệu tổng thống có tuân thủ lời mời hay không. Ông Comer ừ. và các thành viên khác cho biết họ muốn có câu trả lời cho các câu hỏi, bao gồm cả câu hỏi về nguồn tiền chi trả từ em trai ông. Họ cũng đang tự hỏi liệu tổng thống Biden có từng tiếp xúc với các cộng sự của ông Hunter Biden hay không, chẳng hạn như thương gia Trung Quốc Lý Tường Sinh, Diệp Giảng Minh và Triệu Học Quân. Các nhà lập pháp cũng muốn biết thêm những tin tức chi tiết về công việc được thực hiện bởi ông Eric Swearing, một trong những cộng sự cho Tổng thống Biden. Ông Swearing nói với các nhà lập pháp rằng ông thường gặp Tổng thống Biden và cung cấp cho ông các dịch vụ miễn phí, bao gồm các việc khai thuế. Tổng thống Biden kêu gọi tăng gấp 3 lần mức thuế 7,5% hiện tại đối với thép và nhôm nhập cản từ Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden kêu gọi đại diện thương mại Hoa Kỳ USGR tăng gấp 3 lần thuế 7,5% hiện tại đối với thép và nhôm từ Trung Quốc, với lý do Trung Quốc cạnh tranh không công bằng đối với công nhân Hoa Kỳ từ các sản phẩm thay thế giá rẻ giả tạo của Trung Quốc được sản xuất với lượng khí thải cao hơn. Tổng thống Biden cũng kêu gọi chính quyền cộng tác với Mexico để ngăn chặn việc trốn thuế đối với thép và nhôm nhập cản từ Mexico vào Mỹ, bao gồm cả hàng của Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc cho biết thêm rằng USGR đang mở cuộc điều tra về các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc trong lĩnh vực đóng tàu, hàng hải và hậu cần. Theo tuyên bố, cuộc điều tra diễn ra sau đơn thỉnh cầu của năm công đoàn Hoa Kỳ cho rằng cố gắng thống trị lĩnh vực đóng tàu, hàng hải và hậu cần toàn thế giới của Trung Quốc được xây dựng dựa trên các chính sách phi thị trường hung hăng và can thiệp hơn nhiều so với bất cứ quốc gia nào khác. Ủng hộ cho cựu tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa, một biên tập viên của cơ quan thông tấn bất vụ lợi bị kỷ luật. Biên tập viên của NPR là cơ quan thông tấn bất vụ lợi có hơn 1.000 trạm phát thanh ở Hoa Kỳ. Người đã đưa ra lời chỉ trích gây gắt đối với người chủ của mình hiện đã bị cơ quan truyền thông đình chỉ công việc. NPR công bố hành động này vào ngày thứ Ba nói rằng Yuri Berliner đang chính thức bị trừng phạt vì bài tiểu luận của mình bằng việc cho ngưng việc 5 ngày không lương bắt đầu từ thứ Sáu. Bài viết của Berliner phàn nàn rằng NPR thiên về cánh tả đã được phản bác trong một bản ghi nhớ gửi nhân viên do chủ bút của tờ báo viết và trong câu chuyện thông báo về hình phạt dành cho Berliner. NPR nói rằng bài của Berliner đã khiến cho nhiều đồng nghiệp của ông trong NPR nổi giận bài viết của berliner cũng bị cho là làm lộ ra các đánh giá nội bộ hàng tháng về phạm vi phủ sóng của mạng và cung cấp sự ủng hộ cho các nhà phê bình của đảng cộng hòa bảo thủ và đảng phái đối với npr bao gồm cả cựu tổng thống donald trump usa today đưa tin berliner đã nhận được lời khiển trách chính thức vì berliner không nhận được sự chấp thuận cần thiết để viết cho một hãng tin khác Berliner cũng đã bị cáo buộc tiết lộ những tin tức độc quyền bí mật về nhân khẩu học của khán giả và thính giả trong bài luận của mình. Theo USA Today, lời khiển trách được cho là lời cảnh báo cuối cùng của Berliner với bất cứ hành vi vi phạm chính sách NPR nào trong tương lai sẽ dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng. Berliner nói với NPR rằng anh không kháng cáo biện pháp kỷ luật này. Phiên tòa ở New York đã chọn được 7 bồi thẩm đoàn Ngày hôm nay, ngày thứ tư, phiên tòa xét xử cựu tổng thống Trump nghỉ một ngày và sẽ mở lại vào ngày mai thứ năm. Vào ngày thứ ba đã chọn được 7 bồi thẩm viên, thứ năm sẽ chọn tiếp tục. Sẽ có tổng cộng 12 bồi thẩm viên được chọn, với ít nhất 6 người dự bị để giúp cho phiên tòa sẽ xét xử kéo dài từ 6 cho tới 8 tuần. Danh sách của 7 người được chọn làm bồi thẩm đoàn cho phiên tòa cho tới ngày hôm nay. Bồi thẩm thứ nhất là trưởng bồi thẩm đoàn, một người đàn ông gốc Ireland và hiện sống ở West Harlem. Ông làm việc ở bộ phận bán hàng và đọc tin tức từ The New York Times, Daily Mail, Fox News và MSNBC. Ông sẽ là người đóng vai trò đứng đầu của nhóm bồi thẩm. Bồi thẩm thứ hai là phụ nữ người New York bản địa, làm y tá khoa ung thư trong 15 năm. Cô dành thời gian rảnh rỗi bên gia đình, bạn bè và dắt chó đi công viên bồi thẩm thứ ba là một người đàn ông gốc châu á từ trẻ tới trung niên sống ở chelsea và lớn lên ở oregon anh là luật sư của một công ty bồi thẩm thứ tư là một người đàn ông trung niên sinh ra ở puerto rico đã sống ở lower east side hơn 40 năm anh nói với tòa rằng anh không có thời gian rảnh cho sở thích và tự kinh doanh vợ của anh là nhà văn con làm trong lĩnh vực bán hàng và nghiên cứu Bội thẩm thứ năm là một người phụ nữ gốc Phi Châu, trẻ và là người gốc Harlem, từng dạy ngôn ngữ và nghệ thuật Anh trong 8 năm. Cô chưa bao giờ kết hôn và không có con, cho biết là cô coi mình là một người có tâm hồn sáng tạo. Bội thẩm thứ sáu là nhân viên của Disney, trước đây là sinh viên. Cô nói có ba người bạn cùng phòng, cô chưa lập gia đình và không có con. Bồi thẩm thứ bảy sống ở Upper East Side, nhưng gốc ở North Carolina, anh là một luật sư dân sự đã kết hôn và có hai con. Anh ưa đọc tin từ The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, WNYC và nghe podcast Smartless và Call Talk. Tòa án sẽ trở lại vào ngày thứ năm để xem xét việc lựa chọn các bồi thẩm đoàn còn lại. Thẩm phán dự đoán rằng quá trình chọn bồi thẩm đoàn có thể kết thúc vào cuối tuần này. Cựu Thủ tướng Anh mong muốn cựu Tổng thống Donald Trump làm Tổng thống Mỹ của Thủ tướng Anh Liz Truss nói rằng thế giới an toàn hơn khi ông Trump tại vị. Bà đánh giá rằng thế giới đang ở bầu vực xung đột rất lớn và cần một Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Theo bà Truss, các đối thủ của phương Tây e sợ chính quyền ông Trump nhiều hơn là chính quyền của Tổng thống Biden. Tôi không nói rằng tôi đồng ý với mọi điều mà ông Trump nói, nhưng tôi đồng tình rằng thế giới an toàn hơn khi ông Donald Trump là tổng thống Mỹ. Nói với BBC bà Truss cho biết, ông Trump đã có thái độ quyết đoán hơn với Iran và Trung Quốc. Tháng 2 năm 2024, cựu tổng thống Trump cho biết sẽ áp đặt mức thuế 60% với hàng hóa Trung Quốc nếu tái đắc cử cũng vào tháng này cựu tổng thống trump lên tiếng rằng sẽ khuyến khích nga làm bất cứ điều gì họ muốn với các thành viên nato không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nato tình hình trung đông nóng như lửa đốt israel và iran đồng loạt ra tuyên bố căng thẳng Reuters đưa tin, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp các ngoại trưởng Đức và Anh vào ngày 17 tháng 4 trong chuyến công du của hai vị đến Israel như một phần của cố gắng ngăn chặn cuộc đối đầu giữa Israel và Iran cũng như nguy cơ căng thẳng xung đột ở Trung Đông. Văn phòng Thủ tướng Israel trong một tuyên bố sau đó cho biết, ông gửi lời cảm ơn đến Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock vì sự giúp đỡ của họ nhưng ông bày tỏ, tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi sẽ tự đưa ra quyết định và Israel sẽ làm mọi thứ cần thiết để tự vệ. Phía Iran cũng cho biết quân đội của nước này đã sẵn sàng đối đầu với bất cứ cuộc tấn công nào của Israel, trong khi lực lượng không quân khẳng định họ đã chuẩn bị hành động. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin bất cứ cuộc tấn công nào của Israel trên đất của chúng tôi sẽ bị đáp trả lại nghiêm khắc. Ngày 16 tháng 4, đại diện cao cấp của Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho biết, Liên minh châu Âu xem xét các biện pháp cứng rắn hơn đối với Iran cùng các vũ khí, bao gồm cả phi cơ không người lái cho Nga và các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông. Theo ông, một số thành viên đề nghị áp dụng những biện pháp hạn chế đối với Iran và ông đã yêu cầu cấp dưới bắt đầu các công việc cần thiết liên quan tới lệnh trừng phạt. Trong khi đó, Hoa Kỳ tuyên bố cũng sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với chương trình hỏa tiễn và phi cơ không người lái của Iran. Lực lượng phòng vệ Israel IDF vào hôm thứ Ba tuyên bố họ đã tiêu diệt chỉ huy chiến trường cao cấp của Hezbollah, Ismail Yosef Bar, trong một cuộc tấn công bằng phi cơ không người lái vào làng Ain Baal ở miền nam Lebanon. Joseph Bar đã tham gia vào việc thúc đẩy và lên kế hoạch phóng hỏa tiễn vào Israel từ khu vực ven biển ở Lebanon trong khi đó, các hãng thông tấn của Israel đưa tin báo động hỏa tiễn đã được kích hoạt tại thị trấn Yara ở miền bắc Israel do có thể xảy ra một cuộc tấn công của Hezbollah từ lãnh thổ của Lebanon. Hy Lạp, lệ thắp sáng ngọn đuốc Olympic sẽ chạy 5.000 cây số đến Thế vận hội Paris. Lễ thắp sáng ngọn đuốc Olympic mang tính biểu tượng vào sáng sớm thứ ba tại Olympia, Hy Lạp, báo trước sự sắp diễn ra của Thế vận hội Paris 2024 vào mùa hè này. Buổi lễ tại sân vận động, nơi Thế vận hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 776 trước công nguyên, đã thu hút nhiều ngôi sao và công chúng. Buổi lễ được dàn dựng đánh dấu sự khởi đầu của cuộc rước đuốc truyền thống trong đó các lực sĩ mang ngọn đuốc đi hơn 3.100 dặm là 4.989 cây số trong năm nay đến địa điểm diễn ra Thế vận hội Olympic 2024 ở Paris. Chủ tịch IOC Thomas Bach đã phát biểu trước lễ thắp đuốc, trong thời điểm khó khăn mà chúng ta đang trải qua, với chiến tranh và xung đột gia tăng, mọi người đã chán với tất cả sự căm ghét, hung hăng và những tin tức xấu mà họ phải đối mặt ngày này qua ngày khác. Thế vận hội thể hiện một tin tức toàn thế giới tốt hơn về hòa bình và tình hữu nghị giữa các quốc gia. Chia sẻ quyền nuôi con hậu ly hôn, bước ngoặt trong pháp luật của Nhật Bản. Theo luật hiện hành của Nhật Bản sau khi ly hôn, chỉ một trong hai cha mẹ được quyền nuôi con và đa phần là người mẹ quy định này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì hạn chế vai trò của người cha trong việc nuôi dạy con cái và gây tổn thương tâm lý cho trẻ em khi thiếu đi sự có mặt của một bên cha hoặc mẹ tuy nhiên điều này sắp thay đổi quốc hội nhật bản bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép những cặp vợ chồng ly hôn đàm phán về quyền nuôi con chung sự thay đổi này đánh dấu một bước quan trọng trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ quyền lợi trẻ em ở nhật bản Hiện nay, Bộ Luật Dân sự Nhật Bản quy định những vợ chồng ly hôn buộc phải lựa chọn một bên để trực tiếp nuôi dưỡng con cái. Dự luật này được đảng cầm quyền LDP cùng Cộng tác Liên minh Komeito bảo trợ và nhận được sự ủng hộ của hai đảng đối lập chính. Đồng thời đây cũng là một bước quan trọng đưa Nhật Bản ngang hàng với các quốc gia truy bệ khác về vấn đề này. Tuy nhiên, việc Nhật Bản thông qua dự luật cho phép chia sẻ quyền nuôi con sau ly hôn đang nhận ra nhiều ý kiến trái chiều trong quốc gia một số người lo ngại rằng việc áp dụng quyền nuôi con chung có thể khiến cho trẻ em tiếp xúc với nguy hiểm trong các trường hợp bạo hành trẻ em được nêu ra là lý do ly hôn việc cha mẹ bạo hành được chia sẻ quyền nuôi con có thể khiến cho trẻ em tiếp tục phải gánh chịu tổn thương tâm lý và thể chất bên cạnh đó một số ý kiến cũng cho rằng phụ nữ từng là nạn nhân của bạo hành gia đình sẽ buộc phải giữ mối quan hệ với kẻ bạo hành nếu họ chia sẻ quyền nuôi con Điều này sẽ khiến cho họ gặp nguy hiểm và khó khăn trong việc thoát khỏi vòng xoáy bạo lực. Sau khi Hạ viện thông qua dự luật vào hôm thứ Ba, dự luật này sẽ được trình lên Thượng viện để xem xét. Theo Kyoto News, dự luật có thể được thông qua trước khi phiên hợp quốc hội kết thúc vào ngày 23 tháng 6. Miếng điện cho bà Suki về quản thúc tại gia Onsen Tsukiji được chuyển từ ngồi tù qua quản thúc tại gia như một biện pháp y khoa do nắng nóng. Chính phủ quân sự cho biết, trong thời gian họ trả tự do cho hơn 3.000 tù nhân theo lệnh ân xá để đánh dấu kỳ nghỉ tân niên truyền thống trong tuần này, theo hãng tin AP. Những người được thả gồm một số tù nhân chính trị, trong đó có một thành viên của nhóm thiểu số Kachin, một trong những người đứng đầu cơ đốc giáo nổi tiếng nhất Miến Điện. Suki, 78 tuổi, và Win Myin, cựu tổng thống 72 tuổi dưới thời chính phủ bị lật đổ của Suki, nằm trong số những người lớn tuổi và tù nhân ốm yếu được chuyển qua quản thúc tại gia do nắng nóng gây gắt. Phát ngôn nhân của quân đội, Thiếu tướng John Minton đã nói với đại diện truyền thông ngoại quốc vào cuối ngày thứ Ba 16 tháng 4, cho tới chiều thứ Tư, đợt ân xá vẫn chưa được công bố rộng rãi ở Miến Điện việc chuyển bà Suki qua quản thúc tại gia diễn ra trong bối cảnh quân đội đang hứng chịu hàng loạt thất bại nặng nề dưới tay của lực lượng kháng chiến ủng hộ dân chủ và đồng minh trong lực lượng du kích dân tộc thiểu số. Xung đột ở toàn miến Điện nổ ra sau khi quân đội lật đổ chính phủ dân cử vào tháng 2 năm 2021, cầm tù bà Suki rồi bắt đầu đàn áp các cuộc biểu tình bất bạo động nhằm tìm cách đưa miếng điện quay trở lại chế độ cai trị dân chủ Suki đang thọ án 27 năm tù với nhiều tội danh hình sự khác nhau trong một nhà tù phụ được xây cất đặc biệt nằm trong nhà tù chính ở thủ đô Nepture tại đó cơ quan khí tự miếng điện cho biết nhiệt độ nóng lên 39 độ C là khoảng 102,2 độ F vào chiều ngày thứ ba Nguyên Minh đang thỏa án 8 năm tù tại Taogu, vùng Bago. Những người ủng hộ Suki và nhà phân tích độc lập nói rằng những cáo buộc này là bị đặt nhằm cố gắng làm mất uy tín của bà và hợp pháp hóa việc quân đội cầm quyền. Theo Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị, Tổ chức Độc lập, theo dõi thương vong và các vụ bắt bớ, hơn 20.351 người bị bắt vì tội chính trị từ lúc quân đội lên nắm quyền năm 2021 vẫn còn bị giam giữ phần đông những người này chưa bị kết án hình sự. Được biết trong thời gian ngồi tù sức khỏe của bà Suki đã xấu đi, tháng 9 năm ngoái có nguồn tin cho biết bà có các triệu chứng huyết áp thấp như chóng mặt và chán ăn nhưng không được đưa đi, đi điều trị tại các trung tâm đủ tiêu chuẩn bên ngoài hệ thống của nhà tù. Tin tức về Suki bị chính quyền quân sự nắm cán và ngay cả luật sư của bà cũng bị cấm đối chuyện với giới truyền thông về các vụ án của bà nhóm pháp lý của bà cũng không thể trực tiếp gặp gỡ bà từ tháng 12 năm 2022. Phát ngôn viên Thiếu tướng Do Minh không cho biết các tù nhân được ân xá sẽ được đưa đi đâu trong phần phát biểu của ông trước Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và BBC của Anh Quốc do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ. Nhưng dường như đó không phải là một trong những căn nhà cũ của bà Suki. Tên Việt Nam, thêm Long An và Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp do hạn hán và ngập mặn cũng như Cà Mau vào ngày 17 tháng 4, trước tình trạng xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt trầm trọng, tỉnh Long An đã phải công bố rủi ro thiên tai xâm nhập mặn cấp 4. Đây là độ rủi ro rất lớn. Cùng ngày thì một tờ báo trong nước đã dẫn tờ trình gửi cho chính phủ của Chủ tịch tỉnh Long An cho hay quyết định công bố tình huống khẩn cấp trong bối cảnh nước mặn xâm nhập sâu trên sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 72 cây số tới hơn 80 cây số. Theo dự báo, độ mặn 4 phần ngàn còn vào sâu hai sông này khoảng 90 cho tới 110 cây số ở thời gian sắp tới. Ở lần công bố này, Long An xem xâm nhập mặn ở địa phương ở mức 4 màu đỏ là mức rủi ro rất lớn trong cấp độ từ 1 tới 5 mùa hạn năm nay. Tỉnh Long An có hơn 20.000 người dân tại các huyện Cần Duộc, Cần Đước, Tân Trụ bị thiếu nước sinh hoạt. Long An đã yêu cầu nhà nước xem xét và giúp đỡ 164 tỷ đồng để phòng và chống hạn ngập mặn, trong đó 30 tỷ đồng được dùng để kéo đường ống cấp nước sạch, mua thiết bị dự trữ nước, lọc nước mặn thành nước ngọt và chở nước sinh hoạt cho người dân. Trước Long An, thì ngày 14 tháng 4, tỉnh Cà Mau cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay, khi hạn hán đã khiến cho 2.600 gia đình bị thiếu nước sinh hoạt, sụp lúng, sạt lở đất xảy ra liên tiếp trong nhiều tháng qua. Sau công bố, các đơn vị liên quan đã khai triển ngay những biện pháp ứng phó để ngăn chặn. Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 3 tỉnh ở miền Tây là Tiền Giang, Cà Mau và Long An công bố tình huống khẩn cấp do hạn ngập mặn. Đợt khô hạn, xâm nhập mặn của năm nay ở miền Tây không gây gắt như năm 2016 và 2020, nhưng kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đời sống và việc sản xuất của người dân. Hàng chục ngàn gia đình không có nước, nhiều cây trồng đã bị khô hạn. Hồi đợt mặn lịch sử năm 2016, có 10 trong số 13 tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long đã phải công bố thiên tai tương tự. Sở khí tượng Thủy Văn dự báo hạn hán còn kéo dài đến hết tháng 4, tới đầu tháng 5 mới có thể có mưa dòng chuyển mùa. Thưa quý vị, bản tin chính đã kết thúc và sau đây là lá thư tìm người thân. Chào Hồng Loan và Bảo Lộc, anh tên là Minh, xin Hồng Loan và Bảo Lộc giúp anh đưa tin tìm ba anh em. Một người tên Hoàng là anh cả, nghe nói đã qua đời. Một người tên Dương và người kia tên Bình. Bình là con Lai. Trước kia ở Bùi Vĩnh, Tam Hiệp Biên Hòa, Đồng Nai. Năm 1990 qua Mỹ định cư theo diện con Lai. Tụi anh có gặp nhau ở trại chuyển tiếp Baton, Philippines. Khi mới qua Mỹ, ba anh em ở tiểu bang Arkansas. Anh có liên lạc, nhưng khi anh thay đổi địa chỉ nơi ở mới đã mất số điện thoại nên không còn liên lạc được nữa nay nghe hồng loan và bảo lộc có chương trình tìm người thân rất hiệu quả anh chợt nhớ đến những người thân yêu mình quen biết nhiều năm nên anh cũng muốn nhờ hai em đưa tin giúp giùm cảm ơn hồng loan bảo lộc và tất cả các quý vị chúc gia đình hai em và ba mẹ bảo quốc nhiều sức khỏe và luôn an vui Dương và Bình đang ở đâu? Nếu nghe được tin của Hồng Loan và Bảo Lộc, hãy email cho anh qua địa chỉ email nhạc sĩ gia kcs 65 gmail com Xin trân trọng, anh Minh. Bảo Lộc và Hồng Loan xin cảm ơn anh và xin được nhắc lại. Anh Minh muốn tìm ba anh em, một người tên Hoàng, một người tên Dương và một người tên Bình. Bình là con Lai, trước kia ở Bùi Vĩnh, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai năm 1990 sang Mỹ định cư theo diện con lai. Nếu Dương và Bình nghe được bản tin này, xin hãy email cho Minh qua địa chỉ email nhạc sĩ gia kcs65 gmail.com Bỏ là phòng loan kính mong quý vị cùng chia sẻ lá thư của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi, chiều ngày hôm nay bắt đầu trời lại nóng nóng lại ha. À, hả? Mới hồi cuối tuần thì mưa tầm tả. Ừ. Bây giờ thì trời lại nóng. Đúng là thời tiết thay đổi bất thường quý vị ơi tự nhận luôn đó tự nhận tự nhận là thời tiết thay đổi bất thường đó lo thì không nhận mở lộc cũng nói thôi lộc đâu có dám nói ai à, mà dám nói được điều đó chỉ có nhìn thấy thôi lên đây mới nói à? lên đây mới nói nè nó hoài chứ không nói rồi nào <laughs> sao khỏe chưa đỡ nhiều rồi quý vị mấy bữa trước thì khi mà lộc đọc lên mà đọc cái giọng cao là đọc không được nó bị xét liền ừ. tại cái cục nằm đây nè nó chặn lại ngày hôm nay thì uống thuốc vô nó đỡ rồi nó hết rồi rồi hôm nay cho bảo lộc chọn lựa muốn làm gì chọn lựa của lộc là đố đi <laughs> đố nữa hả à? ừ đố đi à. ngày hôm nay thì đố những cái gì mà nó liên quan nó gần gũi thôi ừ chẳng hạn như cái nhà di động đầu tiên mà gọi nôm nay là cái nhà uh, mobile home đó đầu tiên thế giới được phát minh từ đầu trời ơi gần gũi quá ha ừ B... bốn phát minh từ đâu hả ba hai một rèn à biết rồi cái gì ở bên bỉ bỉ hả ừ. nhưng mà cái quốc gia này không phải là dấu hỏi mà là dấu sắc bỉ <laughs> <laughs> quốc gia này nghe cũng quen quen lắm mỗi lần mà trả lời không được là trả lời của quốc gia này liền bỉ phải không thua phải không ừ ngôi nhà di động đầu tiên nhà mổ bồ hôm đầu tiên trên thế giới được phát minh từ con rùa và con ốc sên <laughs> mỗi đứa nó còn căn nhà riêng của nó đúng đó. rồi mỗi đứa nó có căn nhà riêng sau đó thì con cua nó cũng bắt chước làm nhưng mà nó còn bị lòi ra hai cái mấy cái càng ừ. còn con rùa với con ốc sên là nó nằm trong ngôi nhà nó hết luôn ừ. con trai <laughs> Phát minh đầu tiên là con trai. Ừ, con trai. <laughs> Rồi, câu đầu tiên, lần thua. Câu thứ hai. Cái gì sống nếu được cho ăn và chết nếu được cho uống? Bốn. Cái ba. Cái gì sống hai, nếu được cho ăn? Một. Rèn. Cái gì mà gặp nước mà chết? Cái gì sống nếu được cho ăn? Thì chết nếu chết? được cho uống nếu được cho uống. Ừ, có nghĩa là gặp nước là chết đúng không? Ừ, uống nước là chết thôi. Ta uống nước nó mát chứ. Nói vậy, nghe là khác nước luôn. cái <laughs> dẫn dắt người ta đi sai đường hoài à, Bảo Lộc? Dẫn dắt gì? Cái câu đố nó là như vậy. Bảo Lộc để cho Hồng Loan đi đúng đường. Bảo Lộc cái gì, gì đi sai đường. Nếu được cho ăn. Ăn thì no. Ăn thì no thì phải sống chứ. Nhưng mà uống yeah. cho nó mát thì lại nó... Ôi, khát. nói được biết rồi. Lửa gì lửa mà bị tạt nước là chết liền đã cho uống cho tạt nước gì à <laughs> đừng xạo hả Đúng cái không? gì sống nếu được cho ăn và chết nếu được cho uống là cái gì lửa chính xác lửa cho ăn nền than này nọ hoặc là Gas, củi củi thì ừ. nó sẽ cháy thị nhiều hơn nhưng mà tạt nước thì nó sẽ chết dần chết mòn ừ. Nhưng mà có những ngọn lửa đó không cần than củi. Ừ. Chỉ cần lời nói. Cái Được. nhà đó luôn. Cái nhà đó gọi là nhà tranh đó luôn. Nhà tranh dễ, dễ, trai, dễ trái, dễ cháy Nhà tranh dễ trái mà dễ chăm chọc một chút là nó trái thôi. <laughs> chuyện chơi cho vui nha quý vị ok ngày hôm nay lộc loan kính gửi quý vị một số tin tức và nụ cười nhỏ nhỏ kính chúc quý vị một ngày thật vui và tràn đầy hạnh phúc loan lộc cảm ơn quý vị rất nhiều đã yêu thương và đã chia sẻ cho chương trình của loan và lộc luôn mong nhận được like share subscribe và view từ quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại